Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt trang 26 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta đến với phần 1 La Mã là nghĩa của từ ngữ. Trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa trang 26. Hóa trong cảm hóa là yếu tố thường đi sau một yếu tố khác, có nghĩa là trở thành, làm cho trở thành, hay làm cho tính chất mà trước đó chưa có. Hãy tìm một số từ có yếu tố hóa được dùng theo cách như vậy và giải thích ý nghĩa của những từ đó. Cô gợi ý một số từ có yếu tố hóa được hiểu theo nghĩa là trở thành, làm cho trở thành, hay làm cho tính chất mà trước đó chưa có. Có thể kể ra, ví dụ như hóa học là khoa học nghiên cứu về cấu tạo, tính chất và sự chuyển hóa của các chất. Hay từ hóa thân là biến thành một người hoặc vật cụ thể khác nào đó. Tiếp theo đến với câu hỏi số 2. Hãy đặt một câu với mỗi từ sau: đơn điệu, kiên nhẫn và cốt lõi. Cô gợi ý các em có thể đặt câu như sau. Thứ nhất, cuộc sống sẽ rất đơn điệu nếu ta không có bạn bè. Thứ hai, làm việc gì cũng cần đặt tính kiên nhẫn lên đầu. Và thứ ba, cốt lõi của tình yêu thương chính là sự cảm thông, quan tâm và chia sẻ. Đến với phần 2 La Mã là biện pháp tu từ. Câu hỏi số 3. Chỉ ra và nêu biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn sau. Các em lắng nghe cô đọc lại đoạn văn. Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất. Còn bước chân của bạn sẽ khiến mình ra khỏi hang, như là tiếng nhạc. Ở đây cô gợi ý, tác giả đã so sánh tiếng bước chân khác của mọi loài khác, mọi con người khác với tiếng bước chân của hoàng tử bé. Tiếng bước chân của hoàng tử bé là tiếng nhạc sẽ đưa con cáo ra khỏi hang. Điều đó nói lên triết lý giản dị của tình bạn. Tình bạn sẽ thấy thật rõ bằng trái tim của mình. Cái chủ yếu mà mắt không thể thấy, tai không thể nghe, đúng không nào? Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Trong văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, nhiều lời đối thoại của nhân vật lặp lại, chẳng hạn, cảm hóa nghĩa là gì? Cảm hóa mình đi. Hãy tìm những lời thoại được lặp lại trong văn bản này và cho biết tác dụng của chúng. Có thể thấy, ở trong văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, nhiều lời đối thoại của nhân vật lặp lại, ví dụ như cảm hóa nghĩa là gì, cảm hóa mình đi, và những lời thoại được lặp lại trong văn bản này. Ngoài ra, còn có những lời thoại khác được lặp lại trong văn bản này, cụ thể. Mình đi tìm con người, hoàng tử bé nói, cảm hóa nghĩa là gì? Hay là, không, mình đi tìm bạn bè, cảm hóa nghĩa là gì? Bạn làm ơn cảm hóa mình đi. Nếu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa mình đi. Ở đây, chúng ta có thể thấy, tác giả đã nhấn mạnh động từ cảm hóa rất nhiều lần trong đoạn văn, với mục đích nhấn mạnh sự kết nối yêu thương qua lại giữa hai nhân vật. Không có hàm nghĩa là ông chủ và kẻ phục tùng. Đó là một câu chuyện đạo đức bao trùm cuốn tiểu thuyết. Tình cảm cần phải được trải nghiệm hơn là dạy dỗ. Chính hành trình của hoàng tử nhỏ đã khiến cho cậu khám phá được bản thân, cũng như làm cho thế giới xung quanh tốt đẹp hơn, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta đến với phần từ ghép và từ lấy. Trả lời câu hỏi số 5 trong sách giáo khoa trang 26. Hãy viết đoạn văn khoảng 5-7 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật hoàng tử bé hoặc nhân vật cáo. Trong đoạn văn, có sử dụng ít nhất 2 từ ghép và 2 từ lấy. Các em có thể tham khảo đoạn văn sau. Hoàng tử bé chính là một mảng tuổi thơ trong trẻo và mát lành. Hoàng tử yêu mến đóa hoa hồng lấp lánh, lung linh bởi những điều mà đôi mắt không nhìn thấy được. Nhưng chính cậu không biết mình bị vẻ đẹp bên ngoài đánh lừa nên quên đi bản chất của tình yêu. Đó là sự dung cảm xuất phát từ trái tim. Hoàng tử bé cũng nhận ra sự liên hệ của mình với con cáo
là nhờ sự cảm hóa, cậu đã dành thời gian, công sức, sự kiên nhẫn, dịu dàng từng chút một để có thể đến gần nó hơn. Và ở đây, các em có thể thấy các từ in đậm là từ lấy, còn từ ghép là những từ được gạch chân đúng không nào? Ngoài ra, các em cũng có thể tự viết một đoạn văn trình bày cảm nhận về nhân vật hoàng tử bé hoặc nhân vật cáo bằng lời văn của mình. Trong đó, các em nhớ sử dụng ít nhất là hai từ ghép và hai từ lấy nhé. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt trang 26 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra, các em cũng có thể lên trang lời giải 2.com để xem thêm bài giải của những bài khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.